Sói ăn chay. Trời, sói! Lạ thật, sao hôm nay sói không đuổi theo mình nhỉ? Không thể tin được, sói chán thịt rồi sao? Mình phải loan tin vui này cho cả rừng biết mới được. Rằng với lợi chán quá đi mất, là mình không ăn được gì cả, không biết bao giờ mới khỏi đây. Ồ, chào anh sói. Nghe nói anh đã quyết tâm ăn chay. Chúc mừng anh nhé. Cái gì? Ăn chay ư? Anh đừng ngại, chúng tôi biết cả rồi. Chính mắt thỏ trắng thấy anh vứt miếng thịt đi không ăn mà. Tuyệt quá, vậy là từ nay không còn cảnh thú rừng ăn thịt lẫn nhau rồi. Hoan hô sói, hoan hô. Thì ra chúng nó không biết mình bị đau răng. Nhân dịp này, mình phải thân thiện, gần gũi với chúng. Khi chúng không đề phòng, có cơ hội là mình chén luôn. Thật ngại quá, các vị biết cả rồi à. Tôi đã quyết tâm ăn chay rồi, từ giờ chúng ta là bạn nhé. Chà, cuối cùng cũng khỏi rồi. Cái bệnh đầu răng hành hạ mình cả tháng trời. Phải chiều đãi mình một bữa thật thịnh soạn mới được, bù lại những tháng ngày ăn chay khổ cực. Chào ơi, món ưa thích của mình đây rồi. Đã lâu lắm rồi mình không được ăn. Ồ, cừu non đấy à. Chào các anh. Các anh cũng ra suối uống nước à? Không được, tự nhiên lũ kia lại xuất hiện. Mình đang được tiếng tốt là hiền lành, không bắt nạt kẻ yếu, làm sao có thể hành động trắng trợn thế? Mình phải nghĩ ra kế để danh chính ngôn thuận ăn thịt nó mới được. À, thì ra là mày. Tại mày làm bẩn con suối nên ở đầu nguồn tao không được uống nước mát. Mọi người chứng kiến nhé, nó như thế có đáng xử tội không? Dạ, không phải cháu. Cháu đang ở chỗ thấp, sao có thể làm bẩn nước ở đầu nguồn của bác được? Nó nói cũng phải. Cuối nguồn thì làm sao làm bẩn nước được? Phải đấy anh sói, chúng tôi đang ở cuối nguồn mà. Bây giờ có bọn kia ở đây, làm sao kiếm cớ ăn thịt con cừu này bây giờ? Con cừu kia, đứng lại. Cháu phải về nhà kẻo mẹ cháu mong ạ. Đang nói chuyện với người lớn mà vô phép thế à? Đấy, mọi người xem nó có láo không? Lão sói hôm nay làm sao thế nhỉ? Cháu à, tao nhớ rồi. Năm ngoái bố tao bị mày mắng, giờ tao phải rửa hận thay cho bố tao. Chắc bác nhầm cháu với ai rồi. Năm ngoái cháu đã ra đời đâu. Thì đúng rồi, cừu non mới được 3 tháng tuổi mà. Chắc anh nhầm rồi. Thôi, bỏ qua cho cháu nó về đi. Mà việc quái gì phải nghĩ này nọ cho mệt. Cừu ngon đã đến tận mồm, còn vong vo làm gì. Thôi, về đi cừu ơi. Về là về thế nào? Tao đang thèm thịt đây. Thế chúng mày vẫn tưởng tao ăn chay à? Ôi. Đúng là mưu mô của kẻ ác. Tội nghiệp cừu non quá. Thất tình. Có mà hành hạ bản thân mình được con à? Mẹ ơi, mẹ bảo con phải làm sao đây? Khi mà chúng con đã cùng trải qua bao nhiêu gian khó với nhau, đến giờ chuẩn bị có thể cưới nhau thì anh ấy lại bỏ con để đi nước ngoài định cư cùng gia đình. Mỗi người đều có một sự lựa chọn con à. Có thể đối với họ, điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là sự nghiệp, là con đường phát triển. Đó chính là lựa chọn của người ta. Mẹ biết như thế là đau khổ với con, nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu cuộc đời mới con à.
Cái Linh vẫn chưa đi làm hả? Nó nghỉ cả tuần nay rồi. Tôi lo quá Trang à. Ừ, Linh nó lụy tình lắm. Không biết bao giờ nó mới mạnh mẽ lên được nữa. Trời, bà sao lại xuất hiện với bộ dạng này? Linh luôn chỉnh chu và xinh đẹp của tôi đâu rồi? Bà ổn chứ? Đừng có như vậy nữa. Việc gì phải khổ sở thế? Cứ mặc tôi. Con không ăn trưa hả? Ngồi xuống đây, mẹ nấu toàn món con thích thôi nè. Mẹ ơi, con không ăn đâu. Con ăn đi, cố ăn một chút. Dạo này con gầy quá, nhìn con mẹ xót lắm. Chị ích kỷ quá chị Linh à. Vì một người mà chị để cho mẹ phải lo lắng cho chị thế hả? Chị có biết mấy hôm nay mẹ sốt mà vẫn cố gắng đi chợ nấu cho chị những món chị thích không à? Mà chị vẫn như thế hả? Con thật sự mệt mỏi lắm. Mọi người làm ơn để con yên đi. Ngoài làm gì cho lạnh? Dạ vâng ạ. Tôi hỏi tí không phải, chứ sao dạo này chị ra thăm mộ bà nhiều thế? Vâng, hàng năm cứ đến thời gian này, tôi lúc nào cũng nhớ bà. Không ra mộ không yên chị ạ. Ồ, chắc trước đây bà thương chị nhiều lắm hả? Mẹ tôi không chỉ yêu thương tôi rất nhiều, mà còn cho tôi cuộc sống lần thứ hai nữa. Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy sóng gió. Trước đây tôi cũng vậy, cũng là một cô gái nhiệt huyết và xinh đẹp. Tôi còn nhớ cái hồi 25 tuổi, người mà tôi yêu thương suốt 4 năm trời, đột nhiên muốn chia tay vì lý do tìm được tình yêu đích thực. Khi đó tôi suy sụp lắm, vì khi yêu, tôi đã dành hết cả trái tim cho người yêu, cả thanh xuân và tuổi trẻ. Ồ, đúng thật là tình yêu làm cho con người ta có thể đau khổ đến tột cùng. Thế khi ấy chị làm thế nào? Chưa hết đâu chị à. Đúng thời điểm đó, người bạn thân nhất làm cùng tôi vì muốn thăng tiến trong công việc và không muốn cạnh tranh công bằng nên đã làm sai sổ sách rồi đổ lỗi cho tôi. Khi đó tôi vừa bị bạn lừa, vừa bị nghỉ việc. Trời, chắc chị phải suy sụp lắm. Đúng vậy, khi đó tôi rơi vào tình trạng khủng hoảng lắm. Tôi tự giày vò bản thân, nhốt mình trong phòng và tôi đã định tự tử. Tự tử á? Đúng vậy, đó là một ngày u tối. Tôi đi lang thang thẫn thờ trên phố đến khi chuẩn bị sang đường để về đến nhà. Bất chợt có một chiếc ô tô đi tới. Có lẽ do bản thân quá suy sụp, đau khổ và mệt mỏi nên ba xuôi quỷ khiến thế nào, tôi lóe ra suy nghĩ sẽ tự tử. Tôi đã cố tình lao vào chiếc xe. Mẹ, mẹ ơi! Mẹ sinh con ra, chỉ mong con đừng vì bất cứ nỗi đau nào mà hủy hoại bản thân mình. Bởi khi con đau thì mẹ đau gấp ngàn lần. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đã hy sinh cả tính mạng của bà, chỉ để tôi nhận ra rằng trên đời điều quan trọng nhất là sinh mạng con người. Sinh mạng đáng quý bố mẹ đã cho, nhất định mình phải trân trọng, phải sống xứng đáng. Không thể vì một ai đó làm trái tim mình tổn thương mà có thể ích kỷ quên đi những người yêu thương khác, quý hoài bản thân mình. Thật may mắn làm sao, bác tài xế phanh kịp nên bà chỉ bị gãy chân và chấn thương nhẹ. Vài tháng sau là bà bình phục. Nhưng chính vụ tai nạn đó đã thức tỉnh tôi, làm cho tôi nhận ra nhiều điều. Kìa con gái, sao con lại khóc? Dạ, nghe chuyện của bác, cháu xúc động quá nên... Chuyện đã qua lâu rồi, bác đã hối hận suốt một thời gian dài. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ, bác lại dặn mình phải mạnh mẽ hơn, phải sống thật hạnh phúc để mẹ bác có thể mỉm cười nơi chính suối. Đó là cách đền đáp tốt nhất cháu à. Dạ, cháu hiểu rồi bác ạ. Tình yêu không đánh mất. Bác và Thanh đi nghỉ đi ạ. Hôm khác cháu sẽ lại sang thăm bác và em. Chào cháu. Hôm khác nhớ sang nhà bác đưa em Thanh đi chơi nhé. Kìa mẹ, anh ấy mới về nước, có nhiều việc phải làm, không phải phiền anh ấy đâu ạ. Sao lại phiền chứ, anh thấy em rất vinh dự mới đúng. Thôi, cháu xin phép.
Cháu chào bác ạ. Anh Quân, anh đến rồi hả? Chào cậu. Người vừa nãy đi ra là ai thế em? À, đấy là anh Khôi. Anh ấy là con trai của bạn bố mẹ em từ nước ngoài về. Bố mẹ em rất quý anh ấy. Anh ta đang theo đuổi em phải không? Mà có vẻ mẹ em rất quý cậu ta. Nhìn cậu ta có vẻ giàu có. Anh đừng có nghĩ nhiều, sẽ không có chuyện đó đâu. Em chỉ coi anh ấy như một người anh trai thôi, anh đừng hiểu lầm. Ừ, anh hiểu mà. Vài ngày sau, chắc Thanh sẽ bất ngờ khi thấy mình đến đón cô ấy. Kia là Khôi, cậu ta đến đây làm gì? Sao Thanh lại đi với cậu ta nhỉ? Thanh đến đây để hẹn hò với Khôi, vậy mà cô ấy nói với mình là không yêu cậu ta, lại còn nhận cả quà tặng của người ta rồi. Cũng phải thôi, Khôi từ nước ngoài về có điều kiện như vậy. Còn mình chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao so sánh được với cậu ta chứ. Anh Quân. Thanh, chiều nay anh đến cơ quan đón em thì thấy em đi với Khôi. Em đã nói là em không có tình cảm với cậu ta kia mà. Anh hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu. Em... Hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng anh nhìn thấy em cười nói vui vẻ với Khôi ở trong quán cà phê. Em còn nhận quà của anh ta, món quà đắt tiền thế cơ mà. Anh theo dõi em. Đúng, không theo dõi thì làm sao anh biết em có hẹn hò với cậu ta. Cậu ta vừa giàu có, vừa phong độ. Còn anh chỉ là một nhân viên quèn, làm sao xứng với em. Thì ra bấy lâu nay anh không tin tưởng em. Vậy mà em cứ nghĩ rằng chẳng có chuyện gì có thể ngăn cách anh và em. Nếu anh không có đủ lòng tin nơi em, thì em nghĩ chúng ta nên dừng lại một thời gian. Em và anh cần suy nghĩ lại về mối quan hệ của mình. Một tuần sau, chắc giờ này Thanh cũng sắp tan làm rồi. Lâu rồi không gặp, không biết cô ấy có khỏe không. Anh Quân, anh đến đón Thanh hả? Vâng, cô là... Dạ, em là Huệ, làm cùng phòng với chị Thanh. Trước chị ấy hay đặt ảnh của anh chị lên trên bàn, nên em mới nhận ra anh đấy. Đây là sợi dây chuyền mà Khôi đã tặng cho Thanh mà. Huệ, em tan ca rồi hả? Để anh đưa em về nhé. Đây là anh Khôi, bạn trai của em. Còn đây là anh Quân, bạn trai của chị Thanh. Hai người làm quen với nhau đi ạ. Bạn trai ư? Cậu là Quân à. Thanh cứ kể về cậu với tôi mãi, giờ mới được gặp. Mà cũng nhờ Thanh làm bà Nguyệt thì tôi mới có bạn gái đấy. Mà hôm nay Thanh nói với tôi là gia đình cô ấy chuyển vào Nam sinh sống, không biết có thật không. Cái gì cơ? Đúng đấy anh ạ. Chị ấy cũng xin nghỉ việc và bàn giao công việc rồi mà. Thanh, cô ấy... Thanh ơi, anh xin lỗi, anh đã đến muộn rồi. Nhưng anh nhất định sẽ tìm em, sẽ sửa chữa lỗi lầm, sẽ tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu. Anh sẽ tìm em, Thanh à. Bạn thân. Cháu Nguyễn Hạ Vi ra nhận bưu phẩm nào. Dạ, cháu đây ạ. Chắc là quà sinh nhật của ba. Ba sắp trở về rồi, ba vẫn nhớ sinh nhật của mình. Mình biết mà. Cho ba biết được mình thích chú mèo này nhỉ. Vậy là ba vẫn luôn dõi theo mình. Cậu thích chú mèo đó lắm hả? Tớ mê lắm. Hôm nào tớ cũng qua đây một lát để ngắm nó thôi.
Nó hiếm lắm, chị thấy ở cửa hàng này có thôi. Nhưng nó chỉ là ước mơ thôi Thu ạ. Nó quá mắc tiền. Cô gói cho tôi chú mèo này nhé. Anh mua cho con gái ạ? Thu ơi, tự dưng tớ nhớ ba tớ quá. Giá mà ba ở đây. Ba tớ đi làm xa và không liên lạc gì với mẹ con tớ đã 5 năm nay rồi. Mình phải đi khoe ngay với Thu mới được. Thế nào bạn ấy cũng bất ngờ lắm. Ôi, Vy đấy hả? Tớ đang định qua nhà cậu nè. Chúc mừng sinh nhật cậu nha. Tớ cho Thu xem cái này. Tuyệt lắm, vào nhà cái đã. Vy sướng nha. Đây chính là chú mèo pha lê mơ ước của cậu. Thu ơi, Thu có nghĩ đây là quà của ba tớ gửi không? Đúng là ba Vy rồi. Ba Vy vẫn luôn dõi theo Vy. Cho tớ xem chú mèo được không? Được chứ. Cậu đợi ở đây một lát. Tớ mang hoa quả ra chúng mình liên hoan nhé. Vy, tớ xin lỗi. Tớ... Cậu đừng nói gì nữa. Vy ơi, bạn Thu tìm con mấy hôm nay rồi đấy. Con ra gặp bạn một lát đi con. Con không muốn gặp bạn ấy. Mẹ bảo bạn ấy về đi. Chú mèo pha lê ấy, bạn Thu chỉ là vô tình làm vỡ nó thôi con. Sao con nỡ trách bạn mãi như vậy? Mà con ráng ăn uống cho khỏe còn đi học nữa. Con nghỉ ốm đã một tuần, bài vỡ tính làm sao? Mai con sẽ đi học mẹ ạ. À. Vy đi học rồi à? Khỏi ốm chưa Vy? Tớ khỏe rồi, cảm ơn các cậu. Gia đình Thu chuyển sang Mỹ sống rồi Vy ạ. À? Gì cơ? Cậu nói sao? Thu đi Mỹ hả? Cậu ấy bay chuyến tối hôm qua rồi. Đây là những gì Thu nhờ tớ gửi cho cậu. Đây là vở bài tập. Mấy hôm cậu nghỉ, Thu giúp cậu chép bài đó. Còn đây là bức thư cậu ấy gửi lại vì không gặp được cậu. Thu ơi! Vy à, tớ rất tiếc vì chuyện chú mèo bị vỡ. Đó là món quà sinh nhật tớ muốn tặng cậu trước khi gia đình tớ chuyển sang Mỹ. Không ngờ tớ lại hậu đậu như vậy, làm mất niềm vui của Vy. Ngày hôm sau, tớ đã đến cửa hàng. Nhưng bác bán hàng bảo phải một tháng nữa hàng mới về. Tớ ân hận quá. Tớ đã đặt một con khác và nhờ cửa hàng chuyển cho cậu. Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi mà. Vy ơi, hãy tin dù ở đâu tớ vẫn luôn nhớ về cậu, người bạn yêu quý nhất của tớ. Trời ơi, vậy là chú mèo hôm đó không phải của ba mà là Thu tặng mình. Sao mình có thể hồ đồ giận dỗi Thu? Sao mình không nghĩ ra kia chứ? Hiểu rõ tất cả sở thích của mình chỉ có Thu thôi. Hãy tha thứ cho đứa bạn ngốc nghếch chấp nhặt này. Người chồng tuyệt vời. Anh uống cốc nước mát cho đỡ mệt rồi làm tiếp. Anh xin, rót cho anh cốc nước lọc là được rồi. Nước mía còn để mà bán cho khách chứ. Thì anh là khách xịn của quán đấy thôi. Alo, Linh à, tôi nghe đây. Vâng hả, cuối tuần này lớp mình tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường đấy. Tôi gọi điện thông báo cho cậu thu xếp công việc. Mà này, mấy đứa trên thành phố chúng nó đều về được hết đấy. À, ừ, thế tốt quá. Này, hôm đó bận đến đâu thì bận cũng phải đi. Nên nhớ cậu vẫn là bí thư đấy nhé. Phải gương mẫu. Hôm đó tôi qua đón nhé. Ừ, có gì tôi liên lạc với cậu sau nhé. Sao thế em? Ờ, không có chuyện gì đâu anh à. Linh, bạn hồi cấp 3 với em thông báo cuối tuần này lớp cũ của em tổ chức họp lớp kỷ niệm 10 năm ngày ra trường anh à. À, thế à, vui quá còn gì. Nhưng thôi, em không đi họp lớp đâu anh à. Cô Vân ơi, cho ông cháu tôi gửi tiền nước mía nhé. Dạ, em vào ngay đây ạ. À. Cuối tuần này em cứ đi họp lớp cùng các bạn cho vui đi. Chẳng gì thì trước đây em cũng làm bí thư chi đoàn của lớp mà. Vâng, ngày xưa thuở học trò nhiều kỷ niệm thật. Cái thời vô lo vô nghĩ và tình bạn lúc đó cũng thật trong sáng anh nhỉ. Mà lâu nay em có biết nhiều tin tức về các bạn cũ không? Có mỗi em và Linh là ở lại quê, không đi học xa nhà.
Các bạn khác trong lớp thấy Bảo cũng mỗi người lập nghiệp một nơi, đều thành đạt cả. Ở quê thì Linh cũng ổn định với nghề giáo viên. Chỉ có mỗi mình em là... Anh thấy chúng ta tuy kinh tế không khá giả, nhưng sống vui vẻ với nhau là được rồi, phải không em? Không, đấy là em nói chuyện thế thôi, chứ em có nghĩ ngợi gì đâu ạ. Các bạn ở phương xa còn về được, huống chi mình lại ở ngay quê hương. Em phải đi họp lớp đấy. Thôi, còn hàng quán anh à, em đi họp mất cả buổi, một mình anh ở nhà xoay sở sao được. Em đã quyết rồi, anh đừng có băn khoăn gì nữa. Thôi ăn cơm cho nóng, cơm canh nguội hết cả rồi. Em quyết định không đi thật hả? Lo gì hàng quán cơ chứ, nghỉ bán một ngày cũng có sao đâu. Thì anh, em đã nói từ hôm trước rồi mà. À phải rồi, để em gọi điện cho Linh để cậu ấy khỏi qua đón em. Alo, Linh hả? Lát nữa tôi không đi họp lớp được đâu. Cậu cứ đi, không phải qua rủ tôi đâu nhé. Chị cần mua gì ạ? Tôi muốn mua nước mía, nhưng cần số lượng lớn cho hội nghị vào trưa nay. Nhà chị có nhận làm được không ạ? Được chị ạ. Chị cần nhiều là khoảng bao nhiêu cốc ạ? Chị làm cho tôi 40 cốc. Làm xong chị giao đến địa chỉ này cho tôi nhé. Đây là tiền tôi đặt trước cho chị. Khi nào chị mang hàng tới, tôi sẽ gửi chị nốt nhé. Chị cứ yên tâm, tôi sẽ mang đến đúng giờ cho chị. Thật là may mắn quá, mới sáng ra đã có đơn đặt hàng lớn thế này. Anh ơi, có chị khách đặt quán nhà mình mấy chục cốc nước mía. Anh vào giúp em một tay cho kịp giờ giao cho khách nhé. Ừ, anh vào ngay đi. Anh vất vả rồi, bây giờ vợ chồng mình đi giao hàng đến chỗ hẹn, xong về ăn cơm trưa là vừa anh à. Ừ, em ngồi sau giữ cho cẩn thận nhé. Đúng địa chỉ này rồi anh à. Nhà hàng to đẹp, sang trọng quá em nhỉ. Vâng, chắc toàn người có điều kiện mới đặt tiệc ở đây. Đơn hàng đặc biệt cho buổi họp lớp đến đây rồi. Hôm nay cả lớp mình sẽ được thưởng thức nước mía ngon tuyệt vời của hai vợ chồng Vân đây. Cậu chính là người sáng nay đến đặt đơn hàng này hả? Thôi, tôi đưa đủ số lượng mà cậu đặt rồi. Tôi phải về trong cửa hàng luôn đây. Mình về thôi anh. Kìa em, anh và cô Linh đã phải mất công lắm mới đưa được em đến đây. Em hãy cứ tự tin, vui vẻ vào họp lớp cùng các bạn đi. Anh, thì ra anh và Linh đã sắp xếp việc này hả? Bận mình không làm thế, thì làm sao kéo cậu đến đây được? Thôi, đừng có cứng đầu nữa, mau mau chuẩn bị vào họp lớp thôi. Bọn lớp mình về đủ cả đấy, chắc chắn gặp mặt nhau sẽ vui lắm đây. Anh và Linh làm cho em bất ngờ quá. Nhưng em đã kịp chuẩn bị gì đâu. Trong em... Em yên tâm, anh đã chuẩn bị một chiếc váy em đã thích từ rất lâu mà không dám mua đấy. Anh và Linh làm em bối rối quá. Em... Thật sự em... Em à, mỗi người có một cuộc sống riêng, dù thành đạt hay chưa, thì đừng để điều đó khiến bản thân mình tự ti, trở thành rào cản không muốn gặp lại bạn bè. Việc thành đạt hay chưa không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là mình đang sống hạnh phúc với cuộc sống của mình, đúng không nào? Cậu xem, cậu có một anh chồng tâm lý, hết lòng yêu thương vợ như vậy, chẳng phải là điều tuyệt vời mà nhiều người mơ ước sao? Tôi hiểu rồi cậu ạ. À, tôi suy nghĩ thật là... Hôm nay bọn mình đến đây không phải để gặp những trưởng phòng này hay là giám đốc kia, mà chúng ta đến để gặp lại những hoàng sức, thủy cận, rồi cả tùng cơm nữa, là những đứa bạn của 10 năm về trước. Mà ngày trước, cả lớp gọi cậu là Vân vẫn vơ chẳng sai tẹo nào, chỉ toàn suy nghĩ không đâu. Thôi, vui lên nào. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.